khoảng gần một tháng nay, giá rau xanh tại các loại tại khu vực miền Trung giảm mạnh, khiến nhiều người trồng rau rơi vào tình cảnh lao đao, vốn là nguồn thu chính tại nhiều địa phương. Thế nhưng, khi giá thành bán ra quá thấp thì người dân đã không còn mặn mà với việc thu hoạch nữa, ghi nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực sản xuất rau sạch của xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, nơi được xem là vừa rau lớn nhất của tỉnh Nghệ An. Chưa bao giờ người nông dân ở đây lại cảm giác bế tắc, chán nản như lúc này, khi những sản phẩm làm ra bằng mồ hôi, nước mắt của họ lại xuống giá trầm trọng, không thể bán đi. Không còn cách nào khác thì những người nông dân ở đây đã chấp nhận để những vườn rau của mình thối rữa như thế này. Rau nó nắm thấy, ăn không bán đồ, dính màu làm, không thấy tôi chạy được màu, không đủ tiền cày. Tại nhất rau là dư thì còn nhiều, mà làm ra là cày bò ra mà cậy lại cũng sợ là cũng không bán được. Là chịu chấp nhận là bỏ cho bệt làm là ra màu gì. Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, nhiều diện tích rau màu mà gia đình bà Hồ Thị Toàn đến kỳ thu hoạch cũng không có người mua. Để quá ngày, nhiều loại rau đã bắt đầu hư hỏng. Tiếc công tiếc của nên bà cũng cắt một ít để đưa về nhà để ăn dần. Đâu ông bạn vứt đi nữa, chứ mà thực tệ như chú Hà đây này, phụt vặt rất khó. Chỗ đẹp thì người ta mua cho đôi lô, còn không là như cái rồng này là vứt bỏ, nó thật là rất đó. Đấy tôi chặt về ăn đi, chứ không bán được, vì không ai mua. Quanh năm ngày tháng chỉ có chuyên môn là nghề làm rau màu, mà cảm thấy như năm nay thì đúng là người dân rất là thiệt hại. Bởi vì thiệt hại không phải là loại là thiệt hại lợn, là đội, bởi vì bao nhiêu tiền bạc là chi phí đầu tư cho rau màu cả, mà cuối năm là không có thu hoạch mấy, vì giá cả nó thấp quá. 1.000 mật lô vì những cái bắp này là không bán được, thì không sống được. Được biết, toàn huyện Quỳnh Lưu có đến hơn 4.000 hecta đất sản xuất rau màu, với tổng sản lượng hơn 7.000 tấn. Tuy nhiên, bước vào vụ đông xuân, giá rau chỉ đạt 1/3 so với ngày thường, thấp nhất là các loại rau cải, su hào, chỉ còn 1.000 đồng 1 kg. Giá rau giảm mạnh đã gây thất thu hàng tỷ đồng cho người dân. Giá rau năm nay thì vào giữa vụ thì có cái biến động giảm giá rau, do cái sản lượng trên thị trường này quá lớn. Và vì vậy thì cái việc tiêu thụ của bà con thì trong cái thời kỳ vừa qua thì nó cũng gặp một số khó khăn. Và cũng đã huyện đã có cái chủ trương thì chính thì vẫn là tiếp tục đầu tư phát triển cái cơ sở hạ tầng, đặc biệt là khuyến khích ứng dụng cái công nghệ cao vào trong cái sản xuất các cái loại rau màu mà có cái năng suất chất lượng và đặc biệt là có cái nguồn gốc để mà đảm bảo an toàn thực phẩm để mà đưa ra thị trường. Nhằm kêu gọi thu hút các cái doanh nghiệp liên kết và sản xuất với người nông dân theo cái chuỗi giá trị. Khi người nông dân vẫn ồ ạt trồng các loại nông sản, hàng hóa mà không tính đến đầu ra của thị trường, người sản xuất và doanh nghiệp tiêu thụ không kết nối thành một chuỗi thì câu chuyện được mùa mất giá hay giải cứu nông sản sẽ không bao giờ có hồi kết.